Thưa quý vị, trong 7 ngày Đà Nẵng dừng tất cả các hoạt động, thì các địa phương đã và đang nỗ lực cung ứng lương thực, thực phẩm kịp thời cho bà con nhân dân, nhất là những người tạm trú, công nhân ở trọ trên địa bàn, nhằm đảm bảo người dân không thiếu ăn, an tâm chấp hành tốt việc không ra ngoài đường, theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Rút kinh nghiệm từ quận Sơn Trà trong đợt thực hiện cách ly y tế 5 phường, các quận huyện đã chủ động kết nối với các đơn vị cung ứng thực phẩm để đảm bảo đủ nguồn thực phẩm phục vụ người dân. Tại phường Hòa Khánh Bắc, các tổ cung ứng thực phẩm trong khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng trực tiếp đến nhận hàng từ đơn vị phân phối để chuyển đến người dân và những người tạm trú trên địa bàn. Về vấn đề lương thực thực phẩm, đã được phân phát tờ rơi đến từng nhà và số lượng đăng ký đi chợ trong vòng 3 ngày thì đã cập nhật liên tục và đưa lên phường chuyển về. Chúng tôi có một cái đội xung kích sẵn sàng tiếp ứng cho dân. Do ảnh hưởng của dịch nên chị Trần Thị Mỹ Lệ, một giáo viên mầm non đơn thân nuôi con nhỏ, phải ở nhà suốt mấy tháng liền không có thu nhập. Tuy nhiên, chị cho biết chủ nhà trọ và địa phương rất quan tâm đến những đối tượng như chị, không chỉ hướng dẫn đặt thực phẩm qua tổ dân phố mà còn thường xuyên hỗ trợ lương thực và rau củ quả nên cảm thấy an tâm khi ở nhà chống dịch theo chủ trương chung của thành phố. Dạ, bên phương thì có cho một bản danh sách, rồi là mình thiếu thức ăn chí thì mình cứ ghi vào đó với nhờ chủ tổ trưởng sẽ liên hệ với bên phương để mua chung cho từng hộ gia đình. Em thấy là bên phương rất là tận tâm về cái vấn đề là nhu yếu phẩm cho người dân đó. Trong vòng 7 ngày thì chỉ thị thành phố là không ra ngoài, thì tổ dân phố có đưa giấy đăng ký thực phẩm và có cung cấp rau củ cho dân và phòng trọ. Là gia đình em có nhận được cuộc sống trong vòng 7 ngày thì gia đình em là đảm bảo. Phường Hòa Khánh Bắc gồm 6.200 hộ với 23.800 nhân khẩu và 25.000 người tạm trú. Theo đó, trước khi thực hiện chủ trương thành phố tạm dừng mọi hoạt động trong một tuần, phường đã chủ động rà soát toàn bộ khu dân cư để lên phương án cung ứng lương thực, thực phẩm. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các phương án đều diễn ra thuận lợi, đảm bảo không có tình trạng người dân và cả người tạm trú thiếu ăn. Phường cũng đã chủ động chuẩn bị cái nguồn lực trên 500 thùng mì tôm, rồi các cái số lượng gạo, nhu yếu phẩm để sẵn sàng. Nếu như mà người dân có thiếu thì trên đường dây nóng của phường thiết lập thì chúng tôi sẽ đảm bảo cung ứng kịp thời. Ngoài ra, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận 30.000 xuất quà gồm thực phẩm, đồ khô và hơn 2.400 tấn rau củ quả từ các doanh nghiệp tài trợ. Nguồn lương thực thực phẩm này được đưa xuống các quận huyện để giúp các hộ dân nghèo khó khăn ổn định cuộc sống.